Vâng, xin chào anh em, chào mừng em đã quay trở lại với kênh YouTube của Fastke. Trên tay mình đây đó chính là chiếc iPad Pro 11 inch phiên bản 2018. Tuy nhiên thì tình trạng máy thì hiện tại cái phần màn hình của chiếc máy đã bị vàng này và không thể nào sử dụng được. Đối với những trường hợp mà lỗi như vậy thì khi mà chúng ta cố tình sử dụng thì sẽ dễ dàng bị gây đau mắt này và cũng như là gây ảnh hưởng đến thị lực. Các bạn đang gặp tình trạng như trên thì nhớ là sẽ cần phải thay màn hình sớm nhất có thể cho mình nhé. Bên mình thì sẽ tiến hành kiểm tra và cũng như là tháo màn hình của chiếc máy này, tiến hành tháo hết toàn bộ những cái phần lớp keo kết nối giữa màn hình với phần khung máy, sau đó thì tháo socket kết nối giữa màn hình với main chính. Và đây chính là màn hình mới của chiếc máy. Hiện tại thì màn hình này đó chính là màn hình zin bóc máy đến từ một chiếc máy khác đem qua chiếc máy này nhé. Chúng ta sẽ kết nối lại socket của màn hình này và cũng như là bảo vệ socket thì cũng sẽ lắp lại hết toàn bộ những con ốc cố định nhé. Không thể nào quên được quy trình đó chính là vệ sinh lại hết toàn bộ những cái phần pin này, keo cũ và tiến hành tra lại keo mới và lắp lại màn hình là xong rồi nha các bạn. Trong quá trình đi keo thì tất nhiên là sẽ có lớp keo thừa kết nối giữa phần khung viền với màn hình nên bên mình sẽ vệ sinh rất là kỹ, các bạn có thể yên tâm nhé. Sau khi thay màn hình thì chiếc iPad Pro phiên bản 11 inch 2018 này lại lấy lại được những cái màu sắc chân thực rồi, có thể yên tâm sử dụng nha các bạn. Bên mình thì cũng sẽ kiểm tra lại những cái phần như cảm ứng hiển thị trước khi mà trao trả lại máy cho khách. Nếu các bạn thấy clip hay và hữu ích thì đừng quên like, share cũng như subscribe kênh YouTube của Fastke nhé. Nếu có bất kỳ trường hợp nào cần hỗ trợ thì bên mình cũng sẽ có một số điện thoại dành riêng cho khách TikTok hoặc là YouTube là 0865 600 246 nhé.